Thúy. Ủa, anh Sơn, sao anh ở đây? Họ dây ráp nhà kiếm anh đó. Anh Đào ngủ hả? Dây ráp hả? Ừ. Lẹ lên, anh Sơn, vô nhà em thay đồ đi. Chứ anh bận như vậy, họ bắt anh bây giờ. Đi, lẹ lên. Dì Năm à? Dì Năm à, cậu Sơn. Diễm học trong nhà hay gì? Diễm à, Diễm ơi. Cậu Sơn, trước khi vô Sài Gòn, cô Diễm gửi lại cậu. Cậu Sơn à, mời cậu vô uống nước. Cảm ơn dì Năm. Thế nào khác được, em cùng gia đình đi tìm sự bình yên ở một nơi nào đó, thoát khỏi cuộc chiến tranh tàn khốc này. Tất cả chỉ là ảo ảnh, một tình yêu học trò, một quê hương thơ mộng. Còn gì đâu, chỉ còn lại chiến tranh.
lại gần, gần lại với nhau, ngồi gần nhau, ngồi kề bên nhau. Đừng bỏ tôi đi, 20 năm rồi, còn gì cho anh, còn gì cho tôi, còn gì cho em? Không còn gì, không còn gì, còn lại chiến tranh. Đêm sông Hương nhung nhớ, ngày Cửu Long mơ, mơ thấy gì, mơ một ngày Hồng Hà góp hội trùng dương. Đây quê hương trông ngóng và mẹ chờ mong những gì, mong tìm lại một ngày giấc ngủ bình. Chiến tranh đi qua, quê hương ta đổ nát, chúng tôi đi và hát suốt cuộc đời. Bà con cô bác ơi, chiến tranh đi qua, nước nhà đổ nát, chúng tôi đi và hát suốt cuộc đời. Em gửi tiền. Dạ, cảm ơn. Chị...
suốt đêm dài lang thang với con đường chẳng đi tìm đôi mắt gửi trao ai còn vẹn nguyên trong đôi mắt buồn nhớ đừng quên mảnh trăng mồ côi đêm đêm theo dệt nên những ước mơ chẳng tha hồn gửi tình dâng môi anh nếu yêu nhau hãy giữ gìn trắng trong gió bay rồi chẳng hát lời ru của mẹ năm xưa à ru hỡi à hỡi ru. Cô gái có giọng hát hay quá. Ông quá khen. Tôi nói thiệt đó, một chất giọng vừa mộc mạc vừa kỳ ảo, rất hợp với các giai điệu dân ca. Cảm ơn ông, hẳn ông phải âm tường âm nhạc lắm mới hiểu được điều đó. Ông là ai vậy? À, tôi. Thế cô gái là con ông à? Không, chúng tôi là những kẻ tha phương gặp hoạn nạn trong chiến tranh nên cùng với nhau tụ họp lại để kiếm sống. Vậy hả bác? Quyền My là một đứa trẻ muốn tự lập ông ạ. Nếu bác và em đồng ý, tôi sẽ dạy cho em một số bài hát mới. Vậy hả? Vậy thì quý hoa qua con nhỏ mừng lắm mà. Danh hát của chúng tôi đang trở nên nhỏ bé so với tiếng hát của Quyền My. Trắng trong gió bay rồi chẳng hát lời ru của mẹ năm xưa à ru hỡi à hỡi ru à ru sẽ già em đi qua chuyến đò à, trăng này đã già chẳng muốn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể chẳng ơi chẳng rất tệ mày đi nhớ chóng về em đi qua chốn này ôi à, vui như ngày hội tôi xin làm quan đợi buồn chân em ghé chơi. Dừng lại đã. Quyền My à, ở đoạn đầu em đã tập rất là tốt. Nhưng mà kể từ cái đoạn vui như ngày hội, nó không còn là mối quan hệ giữa trăng và sông nữa, mà là giữa em và tôi. Em hiểu chứ? Nào, bây giờ hát lại đoạn đó nghe. Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhờ chóng về. Em đi qua chốn này ôi à vui như ngày hội tôi xin làm quan đợi buồn chân em ghé chơi em đi qua chốn vui đi cái câu em ghé chơi là một câu mời hát lại đi. Huyền My à, mỗi bài hát đến với mọi người không đơn giản chỉ là kẻ hát người nghe, mà đó là một lời tự sự tâm tình của một người nghệ sĩ
đối với đồng loại. Em tập trung vào nhé. Em đi qua chốn. Hồi mới lên Đà Lạt, anh làm xe ngựa. Cứ mỗi lần gặp xe nhà binh là con ngựa này nó cứ cuốn cả lên. Mãi rồi anh cũng tìm được một cách, là anh nhẹ nhẹ vỗ tay tai nó. Cô cậu có dễ nghe ra và bình tĩnh trở lại rồi đi tiếp. Vậy đó Mi à, em thử đặt tay lên tai xem. Như vậy nè, rồi rung nhẹ nhẹ. Em đi qua chốn này, ôi à vui như ngày hội. Tôi xin làm quan đợi buồn chân em ghé chơi. Em đi qua chốn này, ôi à sao em đành vội. Tôi xin làm đá cuội và lăn theo góc hài. Tôi vui trời dưng có đời, ôi à biết đâu muôn hồi. Đây chưa đủ bóng dài mà tôi phụ bóng tôi. Tôi vui trời dưng có đời, ôi à biết đâu muôn hồi. Tôi thu tôi bé lại là mưa tan giữa trời. Em có thể trở thành một ca sĩ đó. Em chỉ mong mau chóng thoát khỏi cuộc sống cực nhọc này. Cuộc đời hát dạo lang thang khổ lắm thầy ạ. Em cứ hứa kể cho thầy nghe về chuyện của gia đình em mà. Dạ. Quê nội và quê ngoại của em đều ở vùng đất đàng ngoài, nơi có nghề nuôi tầm, dệt lụa và trồng lúa. Cuộc sống thanh bình, êm đẹp như ca dao. Nhưng rồi gia đình em bị cuốn vào dòng người di cư. Cuộc sống tạm bợ như những túp lều tranh giữa trời mưa bão. Chiến tranh đã cướp mất đi người cha thân yêu của em, đẩy bố mẹ con em lang thang phiêu bạt nhiều nơi. Rồi mẹ em tái gia. Những đổ vỡ về tình cảm và sự nghèo túng của gia đình đã buộc em phải tìm cách sống tự lập. Anh hiểu, đó cũng là hoàn cảnh của bao nhiêu người khác. Anh hứa sẽ từng bước giúp em về đời ca sĩ. Dạ. Nhưng nghiệp chướng của kiếp cầm ca rất là khắc nghiệt, không loại trừ một ai cả. Dạ. Tùy em lựa chọn. Dạ, em sẽ theo nghề thầy suốt đời. Cũng vừa mấy đó. Quá hát vô uống vài thùng rồi về mẹ ơi. Thầy phải tránh xuất hiện chỗ đông người. Em dùng mình nghe. Dạ.
Ơ kìa, ông Tuấn, ông thông cảm cho chốt đỉnh lẻ này. Ông mà bỏ về sớm á thì ông trưởng ty khiển trách chúng tôi đó. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin giới thiệu một ca sĩ mới. Đó là cô Quỳnh My với nhạc phẩm Nắng Thủy Tinh. Màu nắng hay là màu mắt em, mùa thu mưa bay cho tay mềm, chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm, rồi có hôm nào mây bay lên lùa nắng cho buồn vào tóc em, bàn tay xanh xao đón yêu kiều, ngày xưa sao lá thu không vàng và nắng chưa vào trong mắt em qua công viên chân âm thầm, ngoài kia gió mây về ngàn, cỏ cây chớp lên màu nắng. Em qua công viên mắt em ngây tròn, lung linh nắng thủy tinh vàng, chợt hồn muôn dân mênh mông. Chiều đã đi vào vườn mắt em. Mùa thu qua tay đã bao lần, ngàn cây thắp nến lên hai hàng, để nắng đi vào trong mắt em. Chân âm thầm, ngoài kia gió mây về ngàn, cỏ cây chớp lên màu nắng. Em qua công viên mắt em ngây ngô, lung linh nắng thủy tinh vàng, chợt hồn buồn dâng mây mang. Chiều đã đi vào vườn mắt em. Không cần chi ạ. Cô làm ơn kiếm giùm tôi bó hoa đẹp nha. Ngàn cây thắp nến lên hai hàng, để nắng đi vào trong mắt em. Màu nắng bây giờ trong mắt.
Chào ông. Dạ chào ông Tuấn. Chúng tôi rất hân hạnh được ông đến với nhà hàng của chúng tôi và còn có diễm phúc được ông lưu lại sau giờ biểu diễn. Yeah. Tôi xin được chúc mừng ông chủ và cô ca sĩ mới của nhà hàng. Cô đã dành cho tôi những cảm xúc rất đẹp qua bài hát vừa rồi. Dạ, xin cảm ơn ông. Không có chi. Mời ông. Cảm ơn. Mời cô. Chúc sức khỏe ông. Xin chúc cô Quyền My mãi mãi xinh đẹp và đạt được nhiều thành công. Dạ, xin đa tạ ông. Xin chúc sự thịnh vượng của nhà hàng. Xin cảm ơn. Cô Huyền My à, tôi xin phép được đưa cô về nhà. Mời cô. Dạ không được đâu ạ. Tôi đã hẹn với một người. Tôi xin lỗi ông. Vậy tôi vô duyên quá rồi. Hôm nào rảnh, mời cô ghé thăm tư gia của tôi nha. Dạ xin cảm ơn, chào ông. Thầy Quang Sơn. Huyền My. Thầy Sơn. Em hạnh phúc quá. Chúc mừng em. Em đã bước vào đời ca sĩ thật tuyệt diệu Huyền My à. Ông ba hồi hộp vì buổi diễn đầu tiên của em lắm đó. Thôi, em vào nghỉ đi. Mai anh lại đón em nghe. Anh Sơn. Anh về nghe. Anh Sơn. Sống ở trong đời, người ta cần những gì hả anh? Cần có một tấm lòng em à. Thôi em về đi, kẻ ông ba mong. Một tấm lòng để làm gì hơn? Nghệ sĩ mà suốt cuộc đời lang bạc của bác đã nhiều đêm bác trằn trọc như con đêm nay vì cái khó của đời phải làm sao cho lòng mình
rộng ràng, thanh thản. Một tấm lòng để làm gì hả bác ba? Để làm gì? Để gió cuốn đi con ạ. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi gieo lời dối gian. Nhưng khi chiều tối cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Chúng tôi rất tiếc là cô ấy không còn hát ở chợ chúng tôi nữa. Vậy bây giờ tôi phải tìm cô ấy ở đâu? Ông nên tìm cô ấy ở nhà hát thành phố. Cảm ơn. Chào ông. Anh Sơn nè, chẳng lẽ chỉ cần có một tấm lòng thôi sao? Còn cần phải có một trái tim nữa phải không anh? Huyền My à, em còn nhỏ lắm, chưa hiểu được cõi huyền bí đó đâu. Em ráng học hành cho giỏi. Hey! Bằng đôi
Anh Sơn, em biết anh vẫn còn mang nặng nỗi đau ngày trước. Không, không có gì đâu. Mọi chuyện đã qua cả rồi. Tình yêu như cơn bão đi ngang địa cầu, để lại hoang tàn đổ nát. Diễm nói đó là cơn mộng du, là hư ảo. Nhưng anh không thể nào mà quên được. Hình như mỗi đời người chỉ có một mối tình. Huyền My, em nhỏ bé như Diễm ngày nào, em luôn làm anh sống lại với quê hương và Diễm xưa. Dạ, em sẽ là hình bóng của Diễm trong anh. Cô ấy thật tuyệt vời. Tôi ghen với ông. Xin chúc mừng ông. Cảm ơn ông. Khán giả hâm mộ nhiệt tình quá. Mời cô ra. Đi đi em. Xin lỗi, anh thông cảm nha. Đời biến động
làm sao em biết những vết chim gì? Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng để người phiêu lãng quên mình lãng du. Mưa vẫn hay mưa cho đời biển. Ông Sơn, tại sao các ông có quyền làm vậy? Ông ta rời bỏ quân lực quốc gia, xin ông để chúng tôi làm nhiệm vụ. Mời ông đi. Ông Tuấn, xin đừng làm gián đoạn đêm diễn của Huyền My. Ông yên tâm. Cũng cần có các tù nhân đạo binh không được phép gặp thân nhân. Cô về đi. Anh Sơn! Anh Sơn ơi! Anh Sơn! Huyền My, giờ em đã có thể sống tự lập được mà. Em đừng chờ anh nữa. Không, anh Sơn, em không thể nào sống thiếu anh được. Đây không phải là ảo ảnh. Em là tình yêu có thật của tôi. Nhưng tôi không thể trói buộc cuộc đời em vào kiếp tù đầy vô vọng này được. Huyền My, em đi về đi. Tôi là thầy giáo của em kia mà. Anh Sơn, đừng bỏ em anh Sơn ơi. Em yêu anh. Anh Sơn, ráng ăn miếng đi anh. Cứ ủ rũ thế này mãi sao được. Ăn cho có sức, mai mốt ra mặt trận còn khổ hơn nữa. Mày... Vô tới đây mà còn yêu dễ thương hả? Có giỏi ra mặt trận mà làm nghệ sĩ. Em cứ khóc như vậy, tiền sao chị làm mặt? Cô Huyền My, khán giả đang chờ cô đó. Đã quá 10 phút rồi. Nè, cô hãy nhớ là hợp đồng biểu diễn do chính tay cô ký. Cô không thể bỏ dở được đâu. Ca sĩ Huyền My sẽ mở đầu chương trình bằng ca khúc vui Biết Đâu Nguồn Cội. Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ, con sông là quán trọ và trăng tên lãng du. Em đi qua chuyến đò ơi à, con trăng còn trẻ, con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già. Em đi qua chuyến đò ơi à, trăng nay đã già, trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể, trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ trăng về. Em đi qua chốn này ôi à, vui như ngày hồi, tôi xin làm quan đời một chân em ghé chơi. Em đi qua chốn này ôi à, sao em đành vội. Cô Huyền My, cô làm sao vậy? Thành thật xin lỗi quý vị, vì có sự cố đặc biệt chúng tôi mong quý vị thông cảm.
Anh Sơn, đời anh rồi sẽ ra sao? Cuộc sống của em còn có ý nghĩa gì nếu không trả được ân nghĩa mà anh đã dành cho em? Ông Tuấn, ông hãy giúp tôi cứu anh Sơn. Tôi sẽ mang ơn ông suốt đời. Dừng, tôi sẽ làm tất cả là vì cô. Đâu bác ba? Để bác đi tìm nó nghe. Úc, mày không ra tiễn chị My mày à? Không, Úc ở đây Úc xem mà. Mày xem cái gì mà kỳ vậy? Thôi, mời hai họ đưa cô dâu chú rể ra xe. Tù nhân 4175 lên phòng giám thị. Mang theo đồ đạc. Ông Quang Sơn, ông bỏ qua cho tôi nha. Chúng tôi không hiểu được tiếp người như ông nên đã... sông đúng vì lòng mình nghe con. Dạ, con xin hứa. Nhưng con gánh hát tha hương rồi sao hả bác? Rồi gió lại cuốn đi thôi mà. Biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng năm
ông Quang Sơn, ông đã được bảo lãnh. Nín đi em, mai ta vô Sài Gòn, ở đó mới là chỗ để cho em phát triển tài năng. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi xuống trăm năm một cõi đi về. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại. Con kênh yêu thương vô tình chợt lại thấy trong ta hiện bóng con người. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều buổi xanh, một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tàn mùa xuân rồi tan hòa, một ngày đầu nghe chân chốn xa. Dạ, ông chủ đã về. Bà Hai nè. Dạ. Cả tuần nay báo chí viết bài đăng hình vợ tôi liên tục đó. Vậy hả ông? Nè bà Hai. Dạ. Chiều nay khỏi làm cơm nghe. Dạ. Vợ chồng tôi đi ăn nhà hàng. Dạ. Quyên My. Dạ thưa ông. Bà nhà đi đâu rồi? Dạ trong nhà đó. Quyên My. Quyên My. Thank you.
Vậy rồi hả cưng? Để em dọn chút nha. Em sẽ chiều cưng mà. Em sẽ làm cho cưng quên hết mọi buồn khổ. Em là học trò hả? Trước đây thôi. Em bỏ học đã 2 năm rồi. Học hành làm gì trong thời buổi này hả anh? Em người quê à? Dạ, em thôn Dĩ Dạ. Em tên gì vậy? Tên tuổi cần chi đâu anh. Nè, nằm xuống đây. Mày là Thúy con dì Tư hả? Ủa, anh Sơn? Anh Sơn phải không? Anh Sơn ơi, sao anh nỡ đánh đập em như vậy? Em đâu phải là đứa chơi bời hư hỏng gì. Nhà em tan nát, ly tan hết rồi. Tất cả bởi chiến tranh. Bao nhiêu năm qua dân ta sống vắng nhà, bao nhiêu năm qua dân ta chiến xa nhà. Đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà, mặt đất bao la anh em ta về cầm nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam, cờ nối gió đêm vui mỗi ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, từng tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Biên xa ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà, mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bao cát quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam, cờ nối gió đêm vui mỗi ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, từng tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vời, người chiến tôi linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Dạ thưa bà, ông chủ có chút việc bận, biểu tôi đến đón bà. Anh cứ về trước, tôi đi vòng vòng một chút đã. Dạ. Cô cần gì? Quán tôi đóng cửa rồi. Cô cảm phiền nha. Xin lỗi ông. Từng tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vời, người
đời chiếc nôi linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Quý vị vừa xem những hình ảnh của phong trào sinh viên học sinh đô thị đòi vãn hồi hòa bình. Và bây giờ là tin chiến sự. Tin Pleiku. Sáng nay, một cuộc chuyển quân và vũ khí mau lẹ đã diễn ra tại điểm cao 739 phía bắc Pleiku. Sau những đợt pháo kích dọn đường đã kéo dài suốt 24 giờ trước đó. Anh Sơn hát hay ghê. Quang Sơn, còn có quà từ Sài Gòn nè. Quà gì vậy? À, ba cái xé. Ban nhạc hả? Vô Sài Gòn. Không được, tao loạn trên buôn mê, anh đi làm gì? Anh phải đi. Bao giờ trời mới hết mưa hả anh? Trời còn mưa nhiều lắm.
Em vào đi, kẻo bị bệnh. Không, em không mệt đâu. Nhưng em sợ. Anh hiểu. Em lo mai mốt anh Sơn vào đây, em không biết phải đối xử như thế nào, phải không? Huyền My. Anh Tuấn, hãy đưa em đi. Đi thật xa. Coi kìa anh. Các em có nghe thấy gì không? Ông này khùng hay sao? Anh ta vừa chơi đàn đó.
con chơi ngoan nha. Dạ. Đừng chọc em nha con. Dạ. Anh Sơn. Diễm hả? Anh vẫn cứ tìm hoài vậy à? Cô ấy đã bỏ đi rồi. Cũng như Diễm ngày trước. Và cũng để lại một ảo ảnh xa mờ. Chẳng lẽ anh cứ suốt đời sống bằng ảo ảnh hay sao? Cứ như là định mệnh vậy. Không phải như vậy đâu. Cuộc sống thay đổi luôn á mà. Chỉ có mình anh là vẫn nhớ hoài những kỷ niệm. Chẳng lẽ vậy mà mọi người quên được sao? Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ, trên